Xin kính chào quý vị và bà con. Hôm nay là ngày mùng 5 tháng 11 âm lịch 2017, là thời tiết đang rất ủng hộ cho mùa thu hoạch bưởi diễn của Hà Nội. Như quý vị và bà con biết, đằng sau lưng Hà Bưởi Ngon đây và xung quanh toàn bộ là bưởi diễn xịn, đang vào mùa thu hoạch rất là thơm. Đặc điểm của bưởi diễn đặc sản Hà Nội đó là khi chín vào vườn rất là thơm, và khi bà con xoa tay này mùi thơm rất là nâu, và bưởi càng thơm bao nhiêu thì chất lượng càng ngon bấy nhiêu. Mã quả phải chín vàng chuyển sang màu hơi đậm mật ong, và bưởi diễn xịn thì quả sẽ phải tròn, cuống nhỏ và có một đoạn dài hơn một chút như thế này. Khi thu hoạch thì bà con để ý, nếu bà con xem video, nếu tinh ý một chút sẽ để ý cành và lá bưởi diễn xịn khi vào mùa thu hoạch rất là xấu, cảm giác như là hơi héo lá một chút, và cành bưởi diễn xịn thì nó rất là gan giống, thì đó là vườn bưởi diễn ngon. Và để ý thêm một chút nữa ở dưới chất đất thổ nhưỡng, là bà con sẽ biết là vùng đất đó là đất gì và nó sẽ khô hanh, thì đó là trên một vườn bưởi diễn xịn. Bây giờ mời bà con cùng theo dõi Hà Bưởi Ngon thu hoạch hái quả để phục vụ cho Tết Nguyên Đán sắp tới, và sắp tới đây cũng là Tết Dương Lịch, thì tới là còn khoảng hơn một tháng nữa là sẽ đến Tết Nguyên Đán. Bưởi diễn thì để được rất là lâu, có thể để được 6 tháng và càng để càng ngon. Khi đặc biệt là những người xa quê mà đã từng sống và được thưởng thức ở bưởi diễn ở ngoài Bắc thì sẽ rất là nhớ quê khi nhắc đến bưởi diễn, và có lòng cảm thấy lòng nao nao khi nhớ đến bưởi diễn và cam canh và bưởi diễn ngày xưa tiến vua. Còn những bà con ở xa khu vực như miền Nam có thể chưa biết đến nhiều nổi tiếng của bưởi diễn vì chưa được trực tiếp thưởng thức hoặc là tiếp cận, thì tới đây Hà Bưởi Ngon sẽ cùng một số cộng sự sẽ phát triển thị trường ra khu vực phía Nam, và có thể trong tương lai gần, nhóm của Hà Bưởi Ngon sẽ phát triển ra các khu vực trong khu vực Đông Nam Á như Thái Lan, Singapore, và điều đó sẽ cần rất nhiều sự hỗ trợ của bà con để tạo thành những vùng sản xuất bưởi ngon, sạch và có chất lượng để cho những người làm thị trường như Hà Bưởi Ngon và hướng dẫn kỹ thuật như Hà Bưởi Ngon sẽ được phổ biến rộng rãi ra cho bà con làm và phát triển được. Điều đó sẽ giúp cho bà con yên tâm sản xuất và nhiều người được ăn thưởng thức hàng đặc sản tiến vua ngày xưa như thế nào. Bà con cũng có thể liên hệ, hoặc những người ăn cũng có thể liên hệ trực tiếp qua Hà Bưởi Ngon qua số máy 0968129996, hoặc có thể liên hệ qua Facebook Hà Bưởi Ngon hoặc Zalo Hà Bưởi Ngon. Bởi vì thông thường là Hà Bưởi Ngon sẽ rất là bận vào cái thời gian thu hoạch như này đến Tết, công việc rất là nhiều bận rộn nên không phải lúc nào cũng cầm máy điện thoại, nên là hay bỏ lỡ cuộc gọi. Thì quý vị không gọi được có thể để lại tin nhắn và Hà Bưởi Ngon sẽ liên hệ sau. Xin cảm ơn quý vị, cảm ơn bà con. Có thể nói là bưởi diễn xịn, nếu ai đã từng được ăn có thể ngon hơn bất cứ quả bưởi nào, hoặc là quả hoa quả nào mà các shop hoa quả cao cấp nhập của nước ngoài. Hà Bưởi Ngon khẳng định điều đó, bởi vì Hà Bưởi Ngon đã từng ăn rất nhiều hàng hoa quả nhập cũng như hoa quả đặc sản các vùng miền, nhưng nếu ăn bưởi diễn xịn thì rất khó để mà so sánh được với bưởi diễn xịn. Quả chắc nhỉ.